Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay cho biết dự án cầu Thủ Thiêm 2 sẽ khánh thành trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, đáp ứng sự mong chờ của người dân. Đến nay, công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối. Dự án đã hoàn thành thử tải và đang trong quá trình được các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra và nghiệm thu hoàn thành. Cơ quan chuyên môn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đàm phán hoàn thành ký phụ lục ký kết hợp đồng với nhà đầu tư trước ngày khánh thành. Dự án này đã bước sang năm thứ 7 tính từ ngày khởi công xây dựng. Đây là một trong những công trình xây dựng trọng điểm, giao thông cấp bách của thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án liên tục gặp khó khăn và nhiều lần gia hạn thời gian hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng, phụ lục ký kết hợp đồng. Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ 7 giờ ngày mai ngày 23 tháng 4 năm 2022 sẽ đưa vào khai thác trở lại đường cất hạ cánh 11R-29L, đường lăn S1 đầu 11R, đường lăn S6 và đường lăn S1A. Cục Hàng không Việt Nam cũng quyết định đưa các đường lăn P4, P7 và S6B vào khai thác tại sân bay Nội Bài. Việc đưa các đường băng, đường lăn tại Nội Bài vào khai thác ngay trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sẽ giúp tăng năng lực tại sân bay này, phục vụ tối đa nhu cầu tăng cao của người dân. Được biết dịp này, sản lượng vận chuyển qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đặc biệt là sản lượng vận chuyển nội địa, dự kiến đạt 400 lượt chuyến bay và khoảng 75.000 lượt khách quốc nội. Trong năm 2021, trung bình tuần cao điểm 30 tháng 4, tính riêng khách nội địa, mỗi ngày Nội Bài đón khoảng 420 lượt chuyến trên một ngày và gần 64.000 khách trên một ngày. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 năm 2022 và 136 năm ngày quốc tế lao động, ngày 1 tháng 5 năm 1886, ngày 1 tháng 5 năm 2022. Tối ngày 30 tháng 4 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút. Dự kiến pháo hoa sẽ được bắn tại hai điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức chuỗi sự kiện gồm triển lãm ảnh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, cung văn hóa lao động. Giải Việt giã truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 46 vô địch Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022. Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, lễ phát hành và giới thiệu bộ sách lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 1945-2015. Sáng nay, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 5 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của trường. 5 chương trình bao gồm ngành kinh tế, ngành luật kinh tế, ngành thương mại điện tử, ngành hệ thống thông tin quản lý và ngành quản trị nhân lực. Để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, các chương trình đào tạo này và Trường Đại học Thương mại đã có quá trình cải tiến chất lượng toàn diện sau tự đánh giá và thực hiện quy trình kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đánh giá nghiêm túc, độc lập, khách quan của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. Trường Đại học Thương mại cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong cả nước đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. Đến nay, trường đã có 10 chương trình đào tạo được kiểm định. Hiện cả nước mới chỉ có 373 chương trình đào tạo được kiểm định trên tổng số 6.000 chương trình đào tạo của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT và Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã ký kết thỏa thuận trở thành nhà tài trợ kim cương cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31. Theo đó, VNPT sẽ tài trợ cho SEA Games 31 với các nội dung bao gồm kênh truyền Internet và vận hành giám sát tại các trung tâm báo chí truyền hình, trung tâm công nghệ thông tin, trung tâm thẻ, trung tâm eSport và 37 điểm thi đấu tại 12 tỉnh thành, triển khai tin nhắn SMS truyền thông về SEA Games 31 tới người dân Việt Nam. VNPT cũng sẽ đưa vào hoạt động tổng đài 1800-1031 miễn phí giúp giải đáp thông tin về SEA Games 31 cùng với việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin và Internet quốc tế tại trung tâm báo chí, trung tâm truyền hình của đại hội. Đặc biệt, tập đoàn này cũng sẽ đóng góp số lượng thiết bị và chuyên gia kỹ thuật trực hỗ trợ nhập dữ liệu kết quả thi đấu tại các điểm thi đấu trên phần mềm của ban tổ chức trong suốt quá trình tổ chức SEA Games 31. Chuyển sang tin tức quốc tế. Thưa quý vị, giao tranh đã diễn ra giữa Israel và Palestine tại giải Gaza đã tiếp diễn trong ngày hôm nay 22 tháng 4. Theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Palestine đã có ít nhất là 31 người bị thương sau các cuộc bạo lực quanh khu đền Al-Aqsa ở thành phố Jerusalem mà người Israel gọi là núi đền.
Kể từ ngày 15 tháng 4, đụng độ giữa các lực lượng Israel và người Palestine tại khu đền Al-Aqsa đã làm ít nhất là 200 người bị thương. Tình trạng bạo lực đặc biệt gia tăng khi lễ Quáng Hải của người Do Thái trùng với tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Truyền thông Đức đưa tin nước này sẽ cung cấp thêm 37 triệu euro nhằm giúp Ukraine tái thiết sau xung đột. Theo đó, khoảng 22,5 triệu euro sẽ được phân bổ để tái thiết mạng lưới điện của Ukraine, trong khi 14,4 triệu euro sẽ dành cho việc xây dựng lại các tòa nhà bị hư hại trong xung đột và các thiết bị y tế. Hồi tuần trước, chính phủ Đức cũng thông báo kế hoạch viện trợ quân sự hơn 1 tỷ euro cho Ukraine. Khoản viện trợ này sẽ nằm trong ngân sách bổ sung của Đức trong năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu giảm gần 25% trong tuần trước, tiếp tục đà giảm từ cuối tháng 3. Theo cơ quan này, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong tuần từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 4 là gần 5,59 triệu ca, giảm 24% so với tuần trước đó. WHO cũng cho biết mọi khu vực đều ghi nhận số ca mắc giảm, riêng các nước châu Mỹ tỷ lệ giảm chỉ khoảng 2%. Tuy nhiên, cơ quan này cũng lưu ý xu hướng giảm cần được tiếp cận, phân tích một cách thận trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thay đổi chiến lược xét nghiệm virus SARS-CoV-2, làm giảm số lượng xét nghiệm, kéo theo số ca mắc COVID-19 được thống kê cũng giảm. Đến nay, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 507 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6,2 triệu ca tử vong. Các đối tượng không phải công dân Mỹ khi nhập cảnh bằng đường bộ và đường biển tại các cửa khẩu đường bộ cảng giữa Mỹ và Mexico, Mỹ và Canada sẽ phải xuất trình chứng nhận đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và không cần kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Đây là quy định được Mỹ áp dụng từ tháng 11 năm 2021. Song theo quyết định mới nhất ban hành vào ngày 21 tháng 4 của Bộ Nội vụ Mỹ, quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Hồi tháng 1, Bộ Nội vụ Mỹ đã gia hạn quy định về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đối với người lao động nước ngoài, lái xe và nhân viên y tế tại các cửa khẩu biên giới. Các nhà khoa học Mỹ đã nhân giống thành công một loài san hô đang bị đe dọa ở ngoài khơi bang Florida. Trong khuôn khổ dự án khôi phục dạng san hô ở ngoài khơi bang Florida, hiện đang bị đe dọa bởi căn bệnh mất mô san hô Stony. Căn bệnh khá mới này làm san hô mất màu và chết dần. Một nghiên cứu của mạng lưới giám sát dạng san hô toàn cầu được công bố vào tháng 10 năm 2021 cho biết biến đổi khí hậu đã làm chết hàng loạt dạng san hô trên thế giới và số lượng sẽ còn tăng thêm nếu các đại dương tiếp tục ấm lên. Nghiên cứu trên cho thấy 14% dạng san hô trên thế giới đã bị mất từ năm 2009 đến 2018, tương đương với khoảng 11.700 km2. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự 15 giờ ngày 22 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.